kính chào quý vị. Mời quý vị đến với thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 18 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 8.209 ca, trong đó, tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, 737 ca, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch. Tầng 3 là 154 ca tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh trung bình, người 8, nặng 91, nguy kịch 45. Có 18 ca trung bình đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh, để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh điều trị bệnh nhân trung bình và bệnh nền, tầng 2 là 196 ca, không triệu chứng 7, nhẹ 26, trung bình 133, nặng 27, nguy kịch 3. Cụ thể, trung tâm y tế bến cầu 16, trung tâm y tế Trảng Bàng 56. Trung tâm Y tế Tân Châu, 69, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, 22, Bệnh viện Giá Chiến Phước Đông Gò Dầu, 33 ca, có 7 ca không triệu chứng, 26 ca nhẹ sẽ được thăm khám. Phân loại mức độ, tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi và điều trị, 27 ca nặng và 3 ca nguy kịch đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân không triệu chứng, tầng 1 là 387 ca, không triệu chứng. 341, nhẹ, 39, trung bình, 7. Cụ thể, huyện Bến Cầu, 11, huyện Châu Thành, 35, thành phố Tây Ninh, 29, thị xã Quà Thành, 40, huyện Gò Dầu, 16, huyện Tân Biên, 44, bệnh viện Cao Văn Chí, cũ, 168, bệnh viện giải chiến khu công nghiệp Thành Thành Công, 44. Có 39 ca nhẹ đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị f không tại nhà.

Số bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 2 tháng 1 năm 2022, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 572 ca. Tính từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, tổng cộng có...